Phần 1, những cái nhất chỉ có ở tướng sát thủ trong Liên Quân mà tướng khác không hề có. Sát thủ trong Liên Quân là nhân tố chủ lực của một team, có sát thương rất lớn cùng khả năng ám sát mục tiêu và tiêu diệt cả địch nhanh như chớp. Vậy team sát thủ trong Liên Quân có những điểm gì nhất mà khác biệt hoàn toàn so với các tướng còn lại? Đầu tiên là Butterfly, khi đây là vị tướng có nhiều skin bậc nhất game. Hiện tại cô sở hữu 13 trang phục, trong đó có 3 skin sự kiện cùng 2 skin 2S hợp tác đều full hiệu ứng và một trang phục bậc 3S. Với ngoại hình bỏng mắt cùng hiệu ứng chiêu thức cực đẹp, chắc chắn trong tương lai con số này sẽ không chỉ dừng lại ở 13 như hiện tại. Thứ hai là Kira, khi đây là cô nàng có ngoại hình được cho là đáng yêu nhất, bên cạnh thân hình cute phô mai que cùng giọng nói ngọt xớt như mì lùi. Từ khi ra mắt, Kira đã luôn được anh em săn đón trong các trận đấu rank xếp hạng. Thứ ba là nữ tướng buồn ngủ nhất game, Sinestria, bởi bên cạnh chất giọng cực buồn ngủ và hay ngáp, cô nàng còn có luôn cả chiêu thức ngủ đông, sở hữu ánh mắt lờ đờ mệt mỏi nhưng ngoại hình sắc sảo xinh đẹp hết đất chấm. Nhớ anh em game thủ còn ước được ngủ với nàng thì tôi cũng chịu thôi. Còn ba vị tướng nữa cơ, anh em cứ từ từ rồi tôi ra phần 2 nhá.